Tại con nghe nhiều người ta cũng nói khi mà gặp bức tượng đó là người ta rất là sợ đó không bệnh luôn á. Trời. À, con biết nó có cái ma lực gì nó khiến cho cái người đó phải sợ và người ta phải mang bệnh luôn. Cái nón sắt nón này nón kia nó làm y chang như cái người lính thật vậy đó. Giống thật dữ lắm luôn hả ông Tư? Giống thật như đúc như đó. Tao nói mày không có sai. Anh ra đi không, anh chỉ vô họng anh này nè, anh đói anh khát á. Cái chĩa súng ấy này kia anh khoát tay nè, băng còn trắng xá băng trong họng trong mình, anh bị vô ngực mấy viên nữa sao sống nổi mà không biết sao anh sống lại mày. Ngộ. Sau này anh không nói chuyện với mình được mà anh bên Ngụy quân Ngụy quyền á, Nghĩa Trang ở Biên nghĩa Hòa trang không quân ta? đội Việt Nam Cộng Hòa, để cái dòng móng vậy nè, thằng lính nó ngồi dưới đó. Ý làm sao mà ngồi dưới đó ổng còn sống bình thường luôn hả ông Tư? Lính bằng xi măng nó tới mười mấy tấn rồi. Ôi. Cái thằng lính đi hành quân rồi lên cục đá đó nó ngồi để cái cabin ngang vậy nè, nó mang ba lô rồi kia. Mà công nhận thằng họa sĩ nó tạc mày giống mày mới dòm giống hịch thằng lính thật, không có sai chút. Giống người ta hả ông Tư? Quần áo nếp xếp rồi này kia, giày vớ rồi này kia, bỏ áo quần rồi. Dây đạn cây súng y gan không có sai chút nào. Người ta đúc bằng xi măng mà nó giống vậy nữa không Tư? Rồi khi tạc tượng thằng đó xong nó 7 bữa sau gì đó nó chết, đi đụng trận nó chết. Cái người mà đứng ra cho ông đó ông tạc lại người ta chết hả ông Tư? Chết vì ý ông này sao mà ông họa sĩ ông đi ông thấy nó ngồi cái tướng đẹp quá, ông nó xin tạc cái tượng để lưu niệm. à, vậy là ông thấy cái ông kia ngồi đẹp quá cho nên ông tạc cái tượng cho cái giùm ông đó luôn hả ông Tư? Tạc để lưu niệm chơi. Mà đó cái nghĩa trang Biên Hòa nó nhỏ xíu à, ít người chết. Khi tạc tượng xong rồi lúc đó chiến tranh càng nhiều, năm 72 rồi đó, mùa hè đỏ lửa nó chết nhiều, đem chôn gì đó quá nhiều. Vậy là cái ông mà ngồi cho ông tạc tượng là cái ông đó từng lễ sau chiến tranh chết không Tư? Chết. Có cái tượng thờ ông luôn. Thờ luôn. Rồi thầy mới coi người ta tri ra, người ta nói bây giờ ấy phải qua tới bên Nhật đúc cái tượng đó cũng 5-6 tấn đó, cái tượng bằng đồng á. Ở nghĩa trang nó lớn lắm, các nghĩa trang quân đội đâu có tướng giữ đó, có nghĩa trang đó Nguyễn Khoa Nam đi giữ đó. Vậy là cái gì? Bây giờ cái tượng nó bằng đồng chứ không phải bằng xi măng nữa không Tư? Bằng đồng mà chắc nhà nước nấu chảy ra làm đồ khác hết rồi. À, hồi đó nó có những cái chuyện linh thiêng gì bên cái kho Linh tượng đó lắm, không ông Tư? thằng đó linh lắm, nó tiếp lính mà bắn lộn nhau nó đi ra nó tiếp đó. Trời ơi. Ôi trời. Nó đi mà lộ xi măng lộ Biên Hòa xuống Sài Gòn không biết, đại lộ đâu phải nhỏ, cái lộ bề ngang đâu 40-50 mét lận chứ đâu phải nhỏ, nó đi lúng á. Trời ơi. Người chồng đi lúng lúng tắt luôn. Hồi đó cái tượng nó bằng xi măng bự vậy nè, cái giò nó cả đâu đâu có lớn, Xi măng mà đi được luôn hả ông Tư? thì nó ai biết nó đi tiếp, nó quýnh bên kia nó xung phong. Cũng ngỡ nó la bên kia rút quân luôn á, cái tiếng la của nó. Vậy là ổng linh quá, về ổng nhập vô cái tượng đó rồi ổng đi ra đánh giặc luôn. Nó bị thương nữa, cái thằng này bị thương, dò nó thấy thằng này bị thương nó kè qua bên lộ, đụng bên kia lộ nó kè qua bên đây lộ, nó kè mới hơn nửa lộ thì bên kia bắn cái thằng tượng xi măng nó bị thương. Bắn bị thương cái nó rờ rờ cái thằng bị thương của mình nữa, nó nói anh bị thương rồi anh để tôi nằm đây đi, tôi đi không được nhưng mà không có sao, không có gãy giò ăn đau vậy thôi. Rồi nó mới kè thằng này qua tới bờ bên kia rồi nó trở bên đây nó bắn nữa, nó có súng mà nó bắn mà không biết nó bắn bằng cái gì mình không biết, sao mà nó quyền diệu dữ ta. Rồi nó đi vô nhà bà già ở đó có cái chòi,
Trời, bà già bà bán rượu, bán khô mực, rồi khô cá đuối, rồi cá thiều, rồi bậy bạ đi cho lính tiền đồn nhậu á mà. Dạ. À, con mình thì nó đi vô nó xin nước. Bà mới chỉ cái lu nước trong bếp đó, mày vô mày múc đi, nó nói không, con vô không được, vô sập nhà bà. Cảnh nó bự quá. Ừ, bị bà chống gậy, bà dòm chứ bà đâu dòm nó. Dòm nó bà hết hồn hết vía, đưa cái bình ton, bà cầm bình ton nó bà té luôn. Ừ. Bình ton xi măng nó nặng mấy chục ký, cả trăm ký, sao bà cầm nổi. À, bà nói lại hồi đó báo chí nó đăng dữ lắm. Cái câu chuyện mà của cái người lính đó là không Tư? Ừ. Ôi, lính gì mà lính thấy ghê. Báo chí nó đăng rồi, rồi hồi đó đâu có YouTube này, phóng viên nó lên nó quay phim, nó chụp hình cái hiện trường á. Dạ. Nó bị bắn bả vai này, chứ nó ngồi trên đó đâu có chỗ đó đâu có giặt. Dạ. Nó đi tiếp viện cách đó đâu chứ cả cây số lận. Đi nó tiếp viện quân đội. Bây giờ người ta còn thờ đó không hay không Tư? Chắc nhà nước mình đập ủi bằng địa, cái nghĩa trang nó tính mấy trăm mẫu đất. Yeah. Bự lắm. Mày lên mày đứng chỗ sau lưng cái tượng lính biệt động quân đó mày dòm đó. Nó thẳng như nhợi dây mực mình búng đó. Mã từ cao tới thấp sắp hàng hết á không Tư? Hàng ngủ thẳng, hàng thẳng lối lắm con. Quý tá trong đó thì thiếu gì, còn có một ông tướng một à, tướng Nguyễn Khoa Nam là ông gì đó. Chết. Vậy là nó kêu cái nghĩa trang đó, nghĩa trang quân đội hả ông Tư? Nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Dạ. Yeah. Nó Sài Gòn lên thì nửa đường tới Biên Hòa, nghĩa trang nó nằm nửa đường. Dạ. Yeah. Chỗ cái núi gì đó, có cái núi đất nhỏ. Cái pho tượng nó có khi nào ông Tư suy nghĩ rằng cái người trạc tượng nó đã đặt một cái lời nguyền gì vô đó không thưa ông Tư? Mình cũng không biết cái chuyện đó, con hồi lúc trạc tượng nó mình cũng đâu thấy, mình để cái tượng nó cũng không thấy. Vì năm 72 tụi tao quánh, tao có chở thi hài của đồng đội về đó mấy thằng. À. Mình mới biết cái mọi chuyện người lính nó bị vô cái cửa cách cái tượng nó cũng xa. Cái kho đông lạnh đó là đông nhất, có thể là đông đông lạnh 1000 thằng chết trong được. Khủng khiếp vậy ông Tư. Kho của Mỹ nó làm. Nó có máng gì nè, lính chết rồi nó đưa vô đó để máng rồi. Con để lâu rồi nó thành cục nước đá luôn, khổng lồ luôn. Bắt dùng máy xịt hơi đó. Mày xịt nó mới rã ra đó. Cả mấy tiếng đồng hồ nó mới rã nước đá ra lấy được. Bị nhiều khi thân nhân ở xa rồi chết không điện gì cho thân nhân được mấy tháng trời. Dạ. Cũng có thằng đóng thành khối nước đá luôn. Cái đó không sợ sình luôn. Sình gì nổi nữa sình. Không có đường nào sình. Chứ ông Tư nói nãy cái núi đó chắc núi cuối quá ông Tư. Cái núi nữa nửa đường Biên Hòa. Đó. Núi cuối ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ừ. Núi cuối đó giờ chỗ ta thờ Đức Mẹ. Cái núi nhỏ xíu à. Như núi voi mình vậy nè, không bự. Dạ. Từ sống là từ nói là cái người mà tạc tượng đó là tạc xong là có cái nguyên nhân nào mà khiến cho cái ông đó ông lại thích tạc cái kho tượng đó không Tư? Thì lính mà cũng như ông bây giờ mới bay lại quay vậy, cũng như bác ông cháu mình vậy, nó nói gì để chụp hình lưu niệm với ông này này kia vậy đó. Dạ. Thì mình đâu có nghĩ cái chuyện nó như vậy. Mà chụp hình lên xong mình nhìn vô cái tấm hình nó có hồn này đi kia nọ, người ông họa sĩ ông mới tạc cho ông kho tượng hả ông Tư? Cái chuyện đó ông không biết. Nghe nói là cái mẫu chuyện nó vậy đó, gặp thằng lính nó đi hành quân rồi gì anh đó mệt rồi nó ngồi trên tảng đá nó ngó ra mình mông lung nhìn cảnh vật á. Họa sĩ ông đi chạy xe ngang gặp nhau, ông nói ông bây giờ tôi xin ông bạn mình tôi tạc cái tượng ông bạn để kỷ niệm. Yeah. Thì thằng lính nó mới đồng ý. Yeah. Tạc rồi kêu đúc bằng đầu đúc nhỏ, rồi sau này không biết cái họa sĩ nó nghĩ sao đúc lớn lên
hình như đúc ba đợt vậy đó, mới được mười mấy tấn đó. Quá linh. Linh đó. Bị trong đó không biết có mấy chục ngàn cái linh hồn trong đó. Tao độ có mấy chục ngàn chứ không hết đó. Nghĩa trang nó lớn dữ lắm. Nội cái nhà kho mà để xây đó con thấy cũng cả mẫu đất. Dữ dân tư. Vì ừ. Dân ở ngoài đó chắc nhiều người nó biết lắm. Xung quanh nó không có nhà cửa gì trơn mày. Hồi xưa không có nhà. Không mày. Ngộ. Khúc đó đồng quan du ấy, núi đồi rồi kia không, không có nhà ấy hả? Có xóm gần dưới Biên Hòa ở trên nó kêu cái gì đó, có xóm nhà. Yeah. Cũng thưa thớt. Cái một chuyện cái nghiệm chắc ngày xưa những cái cụ lớn tuổi ngày xưa thì biết hết luôn thấy không Tư? Nếu ai để ý thì mới biết chứ còn cái mẫu chuyện đó hình như không ai màng tới đâu con. Không như hồi xưa không như tâm linh bây giờ nhiều cái nó linh dữ lắm. Yeah. Mà không ai đặt nặng vấn đề đó. Yeah. Người ta không để ý, nhiều người ở gần ta cũng không biết nữa. Không biết. Yeah. Con có nghe một cái câu chuyện về cái người lính đó, đó ông Tư, là mỗi khi mà có những cái người hiện nay mà khi mà người ta vô tình người ta gặp lại cái bức tượng đó ông Tư, là người ta rất là sợ đó ông Tư. Mỗi khi người ta thấy nó mà không biết cái nguyên nhân gì mà ta lại chắc sợ. Có lẽ là những nhà nhiếp ảnh ta có chụp để lưu niệm. Dạ. Chứ còn cái tượng đó chắc ông nghi rồi, bây giờ bị nó ủi cái đó bình địa rồi. Dạ. Chắc bị phá hết rồi. Phá rồi. Dạ. Lưu niệm nhưng mà mỗi khi những ai mà gặp một cái bức ảnh đó là đều trong người nó cảm thấy nó sợ. Bởi hôm qua thằng bạn mày thằng gì nó nói ấy, đầu tiên tao đâu biết thì nó nói cái tượng Biên Hòa thì tao biết. Dạ. Nó nói tượng cái gì đó tao đâu có nghe, đầu tiên tao đâu có biết. Tại con nghe nhiều người nó cũng nói khi mà gặp bức tượng đó là người ta rất là sợ lắm rồi. Bệnh luôn á. Dạ, con biết nó có cái ma lực gì nó khiến cho cái người đó phải sợ và người ta phải mang bệnh luôn. Cái nón sắt, nón này, nón kia nó làm y rang như cái người lính thật vậy đó. Giống thật dữ lắm luôn hả? Giống không? Thật như đúc như vậy, tao nói mày không có sai cái chút nào. Thằng lính nó ngồi nó gác cây súng nó để ngang đầu gối, nó gác hai tay lên vậy nè. Rồi dây đạn bình toan rồi này kia. Mày dòm rồi quay nón sắt rồi này kia, y rang. Chê trời. Tưởng bởi nó mới linh. Mà là ngay trên cái nghĩa trang lớn nhất ở vùng Sài Gòn Biên Hòa nữa. Hồi năm quánh hạ Lào bệnh nay qua trực thăng bị bắn cháy đó. Yeah. Bà nội ơi, nó đem về lúc đó tao cái thằng đại đội trưởng nó chết cũng chở về đó. Rồi con nào cũng lấy một tay út như đó, Tăng ơi. Cháy đâu có nhìn nhận dạng con người được nữa. Chỉ còn có thẻ bài nha. Thẻ bài là cái để mà mình nhận. Cạo gió đó. Bị trong thẻ bài đó lại máu lại này kia con cái gì đó nó khắc chữ trong đó. Ở ngoài trừ ra trường hợp mà cái người bị nặng quá đâu có nói chuyện được, bác sĩ nó coi căn cứ trong đó nó mới truyền máu nó cứu con được. Nó phân tích mày lại máu gì nó mới vô cho mình được. Mà cũng như là tên tuổi mình tên gì không gì quán đường đó đó không? Đúng đúng đúng. Câu chuyện Tư vừa chia sẻ nó ly kỳ ghê luôn. Chỗ nghĩa trang đó thuộc về Bình Dương. Thuộc về chưa đâu con, chưa tới Bình Dương. Đúng. Nó nằm giáp với Bình Dương. Thì giáp ranh Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn mấy dưới. Ồ ngựa nó chở mà tại gì ta nó thằng nào nãy đưa xuống mày dòm đâu có thấy người ta nữa, nó thúi. Còn hơn hẳn nước mắm ủ. Đường bà nó lấy khăn bàn che mũi gì nó đi vô đó. Ồ bà tao rút cây. Chỗ người ta chết không mà cái nhà này nó là nhà xác. Ủa nó lớn hơn nhà lòng chợ Châu Đốc gấp 10 lần á. Một cái nhà bề ngang tao đổ chắc 40-50 thước, chạy dài đâu cả trăm thước. Nó có học học y rằng mấy hàng tiệm thuốc quắc á. Gặp con chửi không Tư? Tao gặp mấy đàn bà vô tao coi tao chửi. Tụ bà người ta chết chóc người ta khóc rên nó vô nó coi. Mày biết mấy con đó là cũng cái hàng quỷ sứ rồi nó vô nó coi đồ đạc con để bậy nó ăn cắp. Yeah.
dòng lính chết rồi đem về chở đồ đạc rồi này kia thiếu gì vô nó ăn cắp. Tao kể một câu chuyện này cho hai mày nghe, tao vô tao rút cây tao rượt mấy nhỏ kia chạy thấy mẹ hết. Cái mấy cái thằng tẩn liệm nó nói trời ông nội nè bây giờ cũng hung quá trời hung. Tao nói tao hung đâu lại mấy mày, mà trong đó cái đội tẩn liệm nó không có thằng nào nước da thấy giống bác cháu mình hết. Bụng nó xanh xanh mét mét không. Thấy ghê không ta? Ừ. Thì trong đó tàn thấy ma chết không à. Yeah. Ban đêm nó có cái cầu thang. Cầu thang dây nó leo lên trển rồi nó đóng cửa lại. Ngựa vậy mà nó nói nó leo lên tới trển nhát nó mày. Ma không tự. Ma. Trời ơi. Đủ lộng hành luôn mày lại đó bài bậy nó bắn mày liền. Bắn luôn không tự. Ờ mấy thằng gác thay ở chiến trường gì á. Là ma nó bắn mình luôn hả? Đâu phải, lính á. Lính gác hả? Ở chiến trường con đem về đâu có thân nhân lên liền kịp. Dạ. Nhiều khi nó có thể nó tẩn liệm vô cái hàng thôi. Nhưng mà lính hai thằng hay bốn thằng nó đứng bụng, nó cầm súng lên đạn, nó chĩa xuống đất kìa nè. Mày vô bậy nó thắp sáng, nó bắn mày liền á. Ma dùng đó là ma lộng hành luôn. Ghê vậy anh Tư? Ừ. Cái khu nhà ma mà ghê vậy. Kêu khu nhà ma luôn á. Nhà xác đó. Ủa, mẹ tao nhà nói xác. Này. Cái nhà xác đó, cái chu vi nó lớn hơn cái chợ Tịnh Biên bên đó đó. Dạ. Tức là mày đi mỏi giò luôn á. Rồi lính nó, học thiết nó hàng như máng heo vậy nè. Dạ. Nó có dây băng ngang ở trên rồi cái nó để đó cái nó ghi tên họ con ở trên cái đầu nó có cái miếng giấy nó để trên đầu á. Rồi nó đẩy cái rột vô y răng như học thuốc bắc vậy đó. Rồi mày ở đơn vị đó tiểu đoàn nào ở đâu này kia cái nó kéo. Lại nó nắm nó kéo ngồi với nó có bốn bánh xe. Rồi mà nhiều khi nó kéo mạnh quá thằng thay ma nó muốn ngồi vậy luôn á. Bị nó đông nước đá bị nó kéo mạnh rồi nó dội. Yeah. Tao mấy người kia tao nói mày nói liệm người ta nhanh hơn mày mà con cá ăn. Hai thằng thôi. Nó quen hay sao không thưa? Nó bằng chuyên nghiệp. Rồi nó gặp tao nó nói trời ơi ông nội nở chiến trường gì ông hung quá trời. Tao nói tao hung đâu lợi mấy mày. Ủa người dòm nào mặt mét mét kỳ lắm. Con người nó kỳ cục lắm. Bị trong đó âm khí nhiều mấy ông bị nhiễm luôn không thưa? Cái khí trong đó khí huyết ma không? Dạ âm khí. Mày vô đó khó chịu con người mà. Mụ nội nó mày không giận cho được. Đã nó hôi nó thúi gần chết vậy đó mà nó lấy khăn bàn nó bệnh mũi nó gì nó đi vô không coi. Ba bốn đứa. Ủ người ra rút cây tao được tao đập. Vậy chết đi mẹ. Tao đâu nói chơi. Tao quýnh thiệt chứ không lúc có đó nói ông chơi. Không còn đi lính nữa không thôi. Thì còn đi chở thay ma gì đó. Dạ. Yeah. Cái con ma nó nhát nữa ông, từ khi nào và có đợt nào tôi bị nhát trong cái đó không ông? Không, tao không bị nó nhát. Mà mấy thằng lính trong đó nó nói trời ơi thôi. Khi mà lên mòn mỏi hết chiến trường không điện gì đem thay về thì nó lên mà cửa bằng sắt chứ đâu phải cửa ấy ruộng nữa, nó lên cầu thang rút cầu thang nó gài lại mà nó không biết nó lên đường nào. Nói vậy. Rồi mình nằm ở trên đó nghe nó đi với này nghe rụp 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 cũng như lính vậy. Trời ơi. Nói chuyện rành rành vậy đó. Thì lính của quân ma có lính quân đội không? Mấy ông lính đi mà bị giặc giết chết rồi này kia đó. Ghê vậy ông Tư. Dữ lắm mày ơi cái chỗ đó. Như hồn rồi mày coi mày không nóng vô được. Mình đang trên chiến trường. Bị cái thằng này nó đại đội trưởng. Trực thăng nó thả xuống đó cái nó dặn lính. Anh em tụi bay phải cẩn thận nghe, đụ mà mìn bẫy nó gài nhiều lắm á. Đụ mà thịt bò và thùng phi nó cắt làm hai vậy là thịt bò với khoai lang cũ bắp dế nó nấu. Của cách mạng nấu và chạy rồi khói còn ngu ngút mà. Dạ. Tụi tao phóng xuống rồi lấy thằng cục viên củ khoai lang ăn. Đụ ăn rồi đại trưởng nó mới dặn anh em vậy đó, anh em đi cẩn thận mìn bẫy thì nó nói vậy chút nó dấp cái ầm bay hết hai giòn. Cục giò nát. Không hả ông Tư? Nát mình nát mẩy nói chết. Dạ. Nó cứ quý đại trưởng mà thằng này ngon lắm.
nó con của ông tá mà cha nó biểu ở nhà làm việc nó không chịu đi ra đơn vị tác chiến nó mới chịu. Nó mới cứ vợ nó đông tháng mấy rồi nó nói vợ nó đi tao đi chuyến này mà ở nhà mày để tang nữa thì chết luôn hả ông ta? Chết luôn, nó trối vợ nó. Bởi vì trong cái ma đó là ma của lính. Không anh em tôi kể cũng đó, như là mấy mấy cái vong hồn nó như vong hồn đàn binh vậy hả ông tư? Đó thì đều chết đó bên đàn binh không đó. Dạ đàn binh. Hy sinh vì tổ quốc. Mấy cái đó có khi nào tôi kêu là chết quan không thưa ông tư? Thì chắc ăn rồi. Ủa mình đi lính rồi bây giờ chết quan hả? Mình chết bất ngờ bất đắc kỳ tử không quan cũng được. Chưa tới số. Có ai đâu muốn chết đâu. Nhiều khi rượu ngựa trên trực thăng phóng xuống mày ngang cái chát lật ngang liền máu một đống mắng vô đầu sao sống nổi. Đưa ngồi ăn cơm hai ba thằng để bùm 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 bùm, bùm lật ngang hai ba thằng. Có ông nào bị bắn mà lủng mình lủng ấy rồi kia mà còn sống không ông tư? Có một thằng năm đó ở tổng y viện Cộng Hòa. Rồi nó quánh ở đâu ngoài Lai Khê hay là đâu miền Trung quá, nó chết, chết trên chiến trường 7 ngày rồi. Mới vô, quánh vô lấy thay thay đem về. Đem về tới tổng viện Cộng Hòa mới đưa vô nhà xác. Rồi mới điện cho thân nhân, báo cho thân nhân, cha mẹ nó biết là lên nhận xác. Cha mẹ ở lâu quá, thời gian quá lâu, không ai nghe. Thời gian quá lâu, 2-3 tháng rồi, cái trong đội tỉnh liệm nó mới có lệnh là nó đem thằng này đi chôn. Vì không có thân nhân ở đâu, miền dưới xa lắm. Vô mở cửa nhà xác, đồ anh ngồi trong đó. Anh không nói chuyện được, anh chỉ mà ông này bị anh bị bắn bể xương hàm này trên. Ý mà chết mấy ngày đó hả ông tư? Chết trên chiến trường 7 ngày rồi đem về đó đâu cũng cả mấy tháng nữa mà sống lại hả ông tư? Sống lại. Ủa thấy ghê vậy. Đủ nữa mười mấy thằng đội tản liệm vô tóc chạy la rồi tụi bảo vệ nó có súng. Lên rồi nó kêu lực lượng quân đội này kia đem súng đạn lại rồi mà nghiệm. Anh ra đi không anh chỉ vô họng anh nè, anh đói anh khát á. Cái chĩa súng ấy này kia anh khoát tay nè. Băng còn trắng xá băng trong họng trong mình anh bị vô ngực mấy viên nữa sao sống nổi. Mà không biết sao anh sống lại mày. Ngộ. Sau này anh không nói chuyện với mình được mà anh viết chữ bị bắn vô họng vô bể xương này đứt cuốn họng gì tùm lum hết. Anh viết chữ, anh muốn nói gì với mày anh viết chữ, sau này anh lên được thượng sĩ nhất. Anh ở trong sống bệnh viện luôn, không tư? Hả? Cứu vậy là lúc đó ông sống luôn đó không tư? Sống lại luôn. Dạ. Ý là ông chết thời gian vậy mà không sình luôn hả ông tư? Không sình mày. Cái đó giống như ngất xỉu tạm thời chứ không chết, nếu chết. Như, giống như ngủ đồng vậy. Ừ đúng rồi. Rồi cái để trong bệnh viện con biết làm sao. Nó báo tử rồi. Đâu còn lương bổng gì trên thế gian này nữa. Rồi bác sĩ trong bệnh viện nó mới góp tiền tháng thằng nhiêu nhiêu góp cho anh. Còn đông hơn tiền thằng đại quý nữa. Nhiều tiền hơn đáng tháng lương nữa. Nhiều tiền hơn đại quý nữa. Dạ. Rồi anh ở trong luôn, anh học nghề y tế luôn. Dạ. Rồi người tao bị thương tao vô tao nằm đó. Tới viên ảnh trực, ngày ảnh trực đẩy ra nó đù mà thằng chết đi sống lại tới rồi. Anh cười, anh nhách miệng anh cười với mình, anh cười anh lời anh vỗ tao á, cười. Anh vỗ vai anh cười. Ôi cái số hôm đó, cái mạng lớn biết bao nhiêu mà nói. Hình như sau này anh có vợ cũng là trong bệnh viện đó luôn, y tế Phạm Nha nó ưng anh luôn. Vậy là sau này ông đó chắc ông sau khi chiến tranh mà kết thúc rồi ông vẫn sống tới giờ luôn hả? Không biết mà. Lúc đó đâu biết được. Lúc đó là ông tư sức ngủ về rồi. Năm 75 ông còn kẹt. Nói tao biết cái mẫu chuyện nó rõ ràng đó. Vì lúc đó tao cũng bị thương trên chiến trường gì nằm đó.
Ôi ôi chết, có từng lễ ở ngoài kia mà trở về đây mấy tháng rồi mới sống lại. Ừ. 3 tháng hay gì. Nó sống lâu lắm rồi, nó đói đâu nhà xác ai vô ra chi. Mà nhà xác ở trong đó người ta có để đông lạnh mà sao ổng cũng sống nữa hay không Tư? Không có đông lạnh. Vậy không đông lạnh không Tư? Ừ, nó đông lạnh mà nó không đông bằng nhà xác trên Biên Hòa. Dạ. Ở dưới này nó cũng đông lạnh mà hơi lạnh thôi, nó không có cho xình gì thôi chứ nó không có đông thay bằng nước đá trên Biên Hòa. Biên Hòa có thể biệt kích rồi đó, lính mà ở xa chết nó đông một cục nước đá mà đập gỡ ra mấy tiếng hồ mới loại thay ra. Đông vậy là 1-2 năm sau vẫn giữ nguyên. Tao để độ đó hoài để thằng đó đâu xình thú gì nữa đâu. Cái lúc mà ông chết từng lễ đầu là lúc đó là có thể là sình rồi đó mà này không sình luôn. Không biết cái cốt là cái cốt gì. Rồi báo tử rồi tên tuổi đâu còn trên dương gian này có lương. Rồi súng nhau trong bệnh viện tổng thống rồi này kia ra lệnh tổng thống rồi cũng cấp tiền cho ảnh, cho tiền phái đoàn tỉnh đồ đó. Ta lại ta giếng ta cho tiền thằng đại tá chưa bằng lương của anh. Vì thấy ông chết lâu mà sống lại đó là ai cũng mừng rồi cho tiền ông. Mà anh vui vẻ lắm, anh cao lớn hơn mình, trắng đẹp trai lắm. Dạ. Tao nói thằng chết đi sống lại đủ một con ma này, bữa nay tới nó trực rồi nó cười. Khoái bác hay lắm. Ý vậy sao mà ông không làm giấy đồ lại cho ông hay không Tư? Đâu làm được, con chết đi rồi nào mà cái chuyện mà tái sống lại được, không làm được. Vậy là sau này ông cũng giống như là kêu gọi cái danh từ thì sống lụi, không có giấy tờ luôn hả ông Tư? Nó không còn trên dương gian này nữa. Nó không còn tên tuổi trên mặt đất này nữa. Bộ không làm lại được sao ông Tư? Nó không làm được đâu, con người nào mà con làm lại cái giấy đó được. Ai chứng nhận cho mày? Bị gì khai tử rồi à? Ừ. Theo như giờ mình hủy cái giấy khai tử, mình làm lại giấy lại kia là được không Tư? Cũng được chứ không phải không, nhưng mà đâu có lịch nào con làm chuyện đó. Dạ. Yeah. Không có lịch nào người chết mà con làm lại thành sống, thành người sống được. Không có bao giờ. Bị khai tử rồi chết rồi. Chết mấy tháng hả ông Tư? Mấy tháng tính ra nó 3-4 tháng. Dạ. Yeah. Câu chuyện đúng là nói ra, nếu mà ông Tư ông không có ở đó chắc ông Tư cũng không tin đâu hả ông Tư? Đâu tin, cái đó là hồi đó cái bệnh viện tổng y viện Cộng Hòa. Dạ. Yeah. Giờ hình như nhà nước lấy để tên là bệnh viện thống nhất cái gì đó. Dạ. Yeah. Chỉ có lúc đó ông Tư chứng kiến mới tin đấy chứ. Chứ ông nghe cũng ông không tin đâu cái người gì đâu hả ông Tư? Ừ, bệnh viện đó của quân đội nằm không à? Yeah. Có ai mà chết đi mà mấy tháng mà sống lại. Ở đằng này nó quỷ hiện hình. Nó mấy đụng ngựa kêu lực lượng súng nó chĩa vô nó khoát đai vậy nè. Mà hên thấy không Tư? Không bắn cho bắn rồi chết luôn. Bắn chết luôn rồi. Đâu có dám bắn đâu, nổ súng trong đó được. Dạ. Yeah. Có thằng nó cũng gan nó để tôi lại tôi coi. Nó lại nó mới coi nó ảnh nó rờ ảnh này kia. Nó đâu có chết, nó còn ngoan ngoan, còn nhúc nhích nãy, nó xin thuốc hút nữa. Trời ơi. Quá ghiền rồi. Đói nữa. Yeah. Rồi mày biết là đem xe ấy cứu thương lại, đẩy anh về phòng cấp cứu rồi bác sĩ nước ngoài không. Yeah. Lại khám nghiệm cho anh vô máu, vô này kia, nó lọc máu, nó thay đổi, máu cũ nó bỏ. Vì cái máu bất động lâu lắm rồi. Đâu để cơ thể được thay ra máu khác. Anh sống sau này anh đẹp trai lắm, anh ở bệnh viện mặc u nu trắng tư. Rồi con y tế trong đó nó mới lấy ảnh làm chồng luôn. Mà muốn làm đám cưới nó là lớn dữ lắm, mà đám cưới nó bị tao không có đó. Tao xuất viện về rồi. Mà lúc vẫn bị bắn là hư cái cành hàm trơn hả ông Tư? Bể đây với vô ngực này 3 viên sao còn sống nổi. Dạ, với lại bể cành hàm nói chuyện không được luôn hả ông Tư? Ừ. Vì nó khóa rồi, sau này anh viết chữ không à? Anh muốn nói gì với con anh? Đi đâu có cuốn sách kia viết dính trong mình á. Ông bị cứng hàm hay sao ông Tư? Hay là cái đâu lử? Phải nói bắn làm như đứt dây nói dây gì đó không hết. Nói không được. Vậy mà không sao tao. Nó là bằng chứng cụ thể là tao thấy thằng đó. Trên thế gian này có 1 không 2 hả ông Tư?
không có. Bốn miền mà hồi đó miền Bắc thì mình không có, miền Trung, miền Nam mình chiến tranh chết nhiều nhất, hồi đó Sài Gòn là chết nhiều nhất, mà có hơn đó chấm mấy chục ngàn quân chết thì đâu phải ít đâu, cả trăm ngàn chứ, chứ đừng nói mấy chục. Duy nhất của mình ở trong đó bị bắn tan nát mà không chết. Anh ghi giấy lại bị trong lúc anh bị thương, nó sừng phong tới anh mới năn nỉ nó bắn anh luôn. Ông đó tên gì ông nhớ không? Không nhớ mày. Nó là binh nhất, rồi sau này được thăng cấp ảnh lên được hạ sĩ nhất. Binh nhất là tức là đi đầu không? Đâu phải, là con mới vô nhập ngũ là binh nhì. Rồi tới binh nhất mới lên hạ sĩ. Rồi hạ sĩ nhất mới tới trung sĩ, mới tới thượng sĩ nhất. Nếu mà ông đó còn sống tới giờ chắc cũng cỡ tuổi ông hả ông Tư? Không, nó nhỏ hơn ông, nhỏ hơn bác. Lúc đó tao cũng bự tuổi rồi, tao có vợ có con mấy cháu mười mấy đứa đông. Vậy là ông đó không chừng tới giờ còn sống không Tư? Chắc tao độ nó không chết đúng không? Nhưng mà quê ông ở đâu không, ông không biết không Tư? Không biết. Cùng đó dòng lính một ngày tao nói mày nó chở gì không biết bao nhiêu thằng chết với bị thương, mày nói rồi mình đâu có giờ đâu đi thăm mấy bệnh hoạn nữa. Đợt đó ông Tư biết người đó là người Nam hay Bắc mình không? Nam. Người miền Nam hả Tư? Người Nam mình, tao nhớ nó quê ở đâu, miệt Cà Mau, miệt Thứ, Sóc Trăng, Bạc Liêu đâu chứ không phải dân thương. Nếu mà hôm nay ông coi, nếu mà ông còn sống ông coi được cái video này là ông nhớ lại, là ông nhớ là ông Tư. Còn chắc cũng già đuối. Chắc cũng cỡ bảy mấy hả ông Tư? Bình rắn lên. Hay câu chuyện, cảm ơn ông Tư đã chia sẻ quá hay.